trong vai trò là trưởng ban đào tạo thì tôi chịu trách nhiệm là sẽ phối hợp và tạo ra môi trường học tập liên quan đến trao đổi kinh doanh và giúp cho tất cả các anh chị thành viên có kỹ năng networking hiệu quả. Thì vào hôm nay thì tôi sẽ xin chia sẻ một kỹ năng để networking hiệu quả. Cái điều này thì có trong một khóa học chính thức của BNI được gọi là Bí kíp Networking Live Pro. Các anh chị đã bao giờ nghĩ rằng là networking là phải có quy trình chưa? Kể cả nấu cơm cũng phải có quy trình, đúng không? Khi mà chúng ta nấu cơm thì phải nấu cho ai, nấu cho đối tượng nào, họ ăn món gì. Thì kể cả những cái việc thường ngày của chúng ta cũng phải có quy trình. Thì networking cũng phải có quy trình. Chúng ta hãy quay sang đối với cạnh, bắt tay đối với cạnh là networking phải có quy trình. Chúng ta đặt câu hỏi là tại sao networking phải có quy trình. Và hôm nay thì tôi xin chia sẻ 3 bí kíp để networking Live Pro. Bí kíp thứ nhất đó là trước khi networking là chúng ta phải có quy trình 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta phải có việc chuẩn bị. Chuẩn bị các công cụ networking bao gồm bảng tên, danh thiếp và bút viết. Thứ hai, chúng ta phải đặt mục tiêu rằng số lượng chúng ta sẽ networking trò chuyện trong một buổi họp hoặc trong một sự kiện mà chúng ta đến tham dự là bao nhiêu. Thứ ba là chúng ta phải xem mình như chủ nhà chứ không phải khách tại sự kiện. Thứ tư là chúng ta phải lắng nghe và đặt câu hỏi. Thì các câu hỏi thường chúng ta sẽ phải đặt ra đó là ai, cái gì, khi nào, ở đâu và tại sao. Đúng không? Chúng ta sẽ kết nối với ai, chúng ta sẽ nói về điều gì, chúng ta sẽ kết nối với họ ở đây và ở đâu nữa, khi nào và tại sao chúng ta lại kết nối với người đó. Thứ hai, bí kíp thứ hai đó là chúng ta có hai quy tắc, đó là 3R và 3P. Tí nữa tôi sẽ chia sẻ chi tiết về quy tắc 3R và 3P. Thứ ba đó là quy tắc 24, 7 và 30. Ai trong số các anh chị chúng ta đã biết đến quy tắc 24, 7 và 30. 24 có nghĩa là khi chúng ta có một kết nối thì trong vòng 24 tiếng các anh chị phải liên hệ bằng điện thoại với người chúng ta vừa kết nối. Giống như chúng ta được trao cơ kinh doanh thì trong BNI của chúng tôi có một quy trình là trong vòng 24 tiếng chúng ta phải có trách nhiệm liên hệ với người đã trao cơ kinh doanh cho mình. Thứ hai là 7, có nghĩa là trong vòng 7 ngày thì chúng ta phải liên hệ với đối tác bằng email, Facebook, Zalo hoặc là Viber. Và thứ ba là trong 30 ngày thì chúng ta phải hẹn gặp khách hàng trực tiếp. Nếu như quá 30 ngày thì mối quan hệ này coi như mới và chúng ta phải làm lại từ đầu. Thì đấy chính là quy tắc 24, 7 và 30. Về câu chuyện là 3P thì P thứ nhất đó là person, tức là bạn hoặc là đối tác của bạn là ai. Thì cái điều này luôn là điều khó nhất trong kinh doanh, tức là chúng ta phải xác định được thị trường mục tiêu của chúng ta, khách hàng của chúng ta là ai. Thì networking, chúng ta hãy networking với ai, bạn và đối tác của bạn là ai. Thứ hai là profession, tức là nghề nghiệp của bạn và đối tác là gì. Thì trong cái BNI của chúng tôi có một thuật ngữ đó gọi là power team. Thì nghề của bạn là gì và bạn kết nối với nghề gì thì chúng ta sẽ phải lưu ý việc này. Thứ ba đó là passion, tức là đam mê của bạn và đối tác của bạn là gì. Khi công việc của chúng ta gắn liền với sở thích và gắn liền với đam mê thì hai người đều gặp nhau ở cùng một điểm như vậy thì chúng ta sẽ có một networking cực kỳ hiệu quả. 3R thì R thứ nhất đó là relationship, tức là mối quan hệ. Bạn sẽ là trung bình cộng của 5 mối quan hệ thân thiện và gần gũi nhất đối với bạn. Vậy thông qua 5 mối quan hệ đó thì bản thân sẽ bạn có thể xác định được mình và giá trị của bản thân mình đang như thế nào. R thứ hai đó là referral, tức là giới thiệu, tức là chúng ta có cơ hội để trao cơ hội kinh doanh cho nhau. Và R thứ ba đó là referral, tức là kết quả. Kết quả chất lượng mối quan hệ, những cơ hội kinh doanh trao cho nhau như thế nào và cơ hội kinh doanh sẽ xây dựng trên mối quan hệ là lạnh, ấm hay là nóng. Và tổng kết lại của Networking Live Pro đó là 3 bí kíp. Thứ nhất là chúng ta phải có quy trình. Thứ hai là chúng ta phải có 3R và 3P. Thứ ba là chúng ta phải tham gia đầy đủ tất cả các khóa học đào tạo Networking do BNI tổ chức, đặc biệt là khóa MSP. Và một khóa tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay đến tất cả các anh chị, khóa này sẽ giúp cho tất cả các anh chị
có thể networking hiệu quả, phát triển công việc kinh doanh, cải thiện được số lượng công việc kinh doanh, gia tăng được kết quả chuyển đổi cơ hội kinh doanh thành tiền. Đó là khóa Power Team sẽ diễn ra vào 13:30 ngày 27 tháng 9 năm 2019 đến 17:30. Và ai trong số các anh chị chúng ta sẽ muốn tất cả những điều trên và đăng ký khóa học Power Team vào ngày 27 ạ? Giơ tay. 27. Vâng, và cuối cùng thì xin cảm ơn và chúc tất cả anh chị chúng ta sẽ có quy trình và áp dụng ngay những điều trên để có thể networking hiệu quả. Xin cảm ơn.